Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phụ Tùng Top 1 của mình ha. Thì hôm nay mình xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phụ Tùng Top 1 của mình ha. Thì mình hôm nay mình sẽ làm một cái kênh hoàn toàn mới ha các bạn. Thì trước đây mình cũng đã có một cái kênh YouTube về bán phụ tùng của xe máy ha các bạn, là đặc biệt là chỉ bán phụ tùng của xe máy Honda thôi ha. Thì vì một số lý do mình không có đăng clip lên cái kênh đó nữa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kênh hoàn toàn mới, thì mong các bạn ủng hộ như là ủng hộ kênh cũ của mình ha. Thì cái kênh này mình sẽ chuyên giới thiệu cũng như là giới báo giá cho các bạn về những cái phụ tùng xe máy của Honda các bạn, và duy nhất chỉ có phụ tùng xe máy Honda thôi. Thì các bạn nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình để màn hình ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cặp phụ của Quay RSX 110. Thì cuộc này chúng ta là đời đầu 110, nó sẽ chỉ có phụ kháng đẻ thôi các bạn. Thì bên mình là chuyên cung cấp phụ tùng Honda, thì cửa hàng thì nằm ở tỉnh Hậu Giang. Nếu các bạn nào mà ở gần thì có thể xin địa chỉ mình ha, ở xã Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang, để các bạn có thể mua hàng ha. Còn những bạn nào ở xa thì mình có thể chế độ ship hàng toàn quốc cho các bạn luôn các bạn. Tất cả những cái phụ tùng mà mình bán ở đây là hàng chính hãng Honda 100% ha các bạn cứ yên tâm ha. Thì nhắc lại cái phuộc chúng ta ha, đây là chiếc RSX 110 thì nó là sẽ là phuộc màu đen nhám ha các bạn. Còn những cái đời phuộc 110 khác á, thì nó sẽ ví dụ như Quay RS thì nó sẽ màu khác, màu bạc, và nếu như Quay RSX 110 đời sau nữa thì nó sẽ là màu đen, nhưng mà đen bóng ha các bạn. Thì các bạn ở đây cũng thể chú ý quan sát ha. Cái phụ rất là mới ha, hàng mới của Honda mới về luôn các bạn. Và đây là hàng chính hãng Honda ha. Thì một cặp hiện bây giờ giá của nó là 1.445.000 một cặp. Nếu các bạn mua hàng thì mình sẽ free ship cho các bạn trên toàn quốc các bạn. 1.445.000 cho một cặp này ha. Thì chắc có lẽ là cái clip này cũng mới cho nên là mình sẽ ưu đãi cho các bạn ha. Thì các bạn nếu như mà mua cặp phụt này á, thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái lọc gió của xe này ha, trong trong tháng. Nếu các bạn ấn like cũng như là subscribe kênh của mình ha, chia sẻ kênh mình, thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái lọc gió của chiếc RSX này ha các bạn. Và cái cây phụt này chúng ta có thể gắn được cho đời Quay RS cũng như Quay RS các bạn, nó chỉ khác màu thôi ha. Đây các bạn có thể nhìn thấy ha, màu kia nó là màu bạc, thì còn này là chúng ta là màu đen nhám. Thậm chí chúng ta có thể gắn cho bà lát cũng được luôn các bạn. Thì trước đây thì nếu các bạn đã xem kênh qua kênh phụ tùng chính hãng rồi thì các bạn cũng biết rồi ha các bạn. Thì cách thức mua hàng này chúng ta chỉ cần để lại số điện thoại, thì kết bạn Zalo, gửi hình xe, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết hơn ha các bạn. Thì hôm nay là chẳng mình có bán hàng cho một bạn đó, thì bạn đó yêu cầu chụp hình gửi qua cho bạn ấy xem đó, thì hôm nay mình sẵn đó là mình sẽ quay một cái clip để cho các bạn ha, cũng như là giới thiệu một cái kênh hoàn toàn mới ha các bạn. Thì clip mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì cũng như có thể like, subscribe kênh của mình các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo ha.